Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Trình Đốn, gồm có tin đặc biệt Việt Nam và chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin về tình hình nữ công nhân Việt Nam bị xúc phạm nhân phẩm tại các hãng may mặc. Công nhân nữ bị lạm dụng tình dục trong các xưởng may tại Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy nữ công nhân trong các nhà máy Việt Nam, bao gồm cả những thương hiệu nổi tiếng của Mỹ và châu Âu, bị quấy rối, sàm sỡ và thậm chí bị hãm hiếp. Phụ nữ làm việc trong các xưởng quần áo và giày dép tại Việt Nam đang phải đối mặt với tệ nạn quấy rối tình dục và bạo lực thường xuyên tại nơi làm việc, theo một nghiên cứu của Fair Wear Foundation và Care International hôm thứ Hai tiết lộ. Khoảng 43.1% trong số 763 phụ nữ được phỏng vấn tại các nhà máy thuộc 3 tỉnh của Việt Nam cho biết họ đã bị xâm hại bằng bạo lực hoặc quấy rối tình dục. Tiến sĩ Jane Pillinger, một tác giả của nghiên cứu trên và là chuyên gia về bạo lực giới tính, nói việc lạm dụng bao gồm sàm sỡ, tát tay, cưỡng hiếp và đe dọa chấm dứt hợp đồng. Tôi bị sốc khi khám phá ra gần 50% phụ nữ tham gia phỏng vấn đã bị bạo hành trong năm qua. Tôi đã làm việc về vấn đề này trong 30 năm. Hầu hết đều muốn im lặng. Tôi nghĩ số phụ nữ bị bạo hành có thể cao hơn thế nữa. Một số phụ nữ từ chối trả lời câu hỏi trong cuộc phỏng vấn. Có lẽ họ sợ câu chuyện của họ sẽ lọt đến tai người điều hành hoặc chồng của họ. Đây là nghiên cứu đầu tiên liên quan đến bạo lực và quấy rối tình dục trong các xưởng may mặc. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng thăm dò các yếu tố làm việc khác, bao gồm làm thêm ngoài giờ quá mức, lương thấp, thời gian làm việc dài và khoán sản phẩm quá mức do các thương hiệu nổi tiếng đặt hàng. Annabelle Muir, phụ trách khu vực Việt Nam của tổ chức Fair Wear Foundation cho biết, độ tuổi, trình độ học vấn và tình trạng di trú cũng như loại hợp đồng của công nhân có liên quan đến mức độ bị quấy rối. Những người phụ nữ trẻ hơn, với học vấn cao hơn và đến từ nơi khác sẽ bị quấy rối nhiều hơn. Bà Muir nói, chúng tôi đã bị sốc bởi những yếu tố này. Bạo lực và quấy rối ảnh hưởng đến năng suất lao động, khả năng cạnh tranh và danh tiếng công ty. Bên đó cũng ảnh hưởng đến lòng tự trọng và sức khỏe của người phụ nữ. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng hầu hết các thương hiệu may mặc không nhận thức được tầm ảnh hưởng của điều kiện làm việc tại xưởng may. Tiến sĩ Jane Pillinger cho biết nghiên cứu đã bảo mật các thông tin về các xưởng và thương hiệu may mặc để khuyến khích các nạn nhân tham gia vào cuộc thăm dò. Những thương hiệu này bao gồm những thương hiệu nổi tiếng của Hoa Kỳ và châu Âu. Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy xuất cảng ngành công nghiệp may mặc ra quốc tế. Nhiều hãng đang cung cấp sản phẩm từ quần áo, giày dép đến các hàng hiệu outdoor cho thị trường Hoa Kỳ và châu Âu. Chúng tôi không thể tiết lộ thương hiệu nào có liên quan đến vấn đề bạo lực và quấy rối tình dục. Tuy nhiên, những hãng này có nhiều khả năng liên quan đến sự việc. Khoảng 2 triệu lao động đang làm việc trong ngành may mặc Việt Nam, hơn 80% trong đó là phụ nữ. Phần lớn những người được phỏng vấn đã bị lạm dụng và quấy rối trong năm qua. 87.7% phụ nữ cho biết họ đã bị bạo hành bằng những lời nói gây xúc phạm hoặc những hành động quấy rối tình dục. Khoảng 49.5% cho biết họ bị quấy rối hoặc bạo hành trên đường đi làm hoặc về nhà. 34.3% nói rằng họ bị quấy rối bằng hành động như cưỡng hôn, sàm sỡ, đánh, đấm hoặc cọ sát cơ thể. 28.9% cho biết từng bị quấy rối bằng các cử chỉ, âm thanh, ánh mắt khiêu khích hoặc bị gửi email, tin nhắn có nội dung tồi tệ và thậm chí bị theo dõi. Các công nhân cho biết họ phải làm việc từ 12 đến 13 giờ mỗi tháng, cộng thêm 90 giờ lao động phụ trội. Khoảng một nửa phụ nữ cho biết họ phải làm hơn 60 giờ mỗi tháng, nhưng số giờ làm thêm có thể sẽ không được trả lương. Nhiều phụ nữ cho biết môi trường làm việc áp lực cao và căng thẳng đến mức họ không dám nghỉ để đi vệ sinh. Một công nhân tại Sài Gòn cho biết, tôi không dám đi vệ sinh vì nếu chúng tôi đi vệ sinh quá nhiều, chúng tôi sẽ bị trừ lương. Nhân viên điều hành la mắng chúng tôi vì họ nghĩ làm thế sẽ khiến chúng tôi làm việc chăm chỉ, nhưng điều đó chỉ có thể làm tệ hại hơn. Bạo lực và quấy rối tăng cao hơn 3.8 lần trong mùa cao điểm so với thời gian còn lại trong năm, tăng 2.4 lần nếu công nhân phải làm thêm 30 giờ mỗi tháng và tăng 1.6 lần khi công nhân không thể từ chối yêu cầu làm việc thêm giờ phụ trội. Một công nhân tại Đồng Nai đã cho biết, quản đốc đã đánh tôi bằng một cây gậy và ném đồ vào người tôi. Bạo lực và quấy rối diễn ra khá phổ biến trong ngành may mặc, nơi một lượng lớn phụ nữ thường làm việc với kỹ năng và mức lương thấp. Các công nhân nữ này thường có ít quyền lực hoặc tiếng nói và cần sự bảo vệ của luật pháp quốc gia cũng như quốc tế. Chủ tịch Công đoàn Quốc tế ILO Caitlin Pasquier cho biết cần có những điều luật ràng buộc cấm bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc. Các cơ quan công quyền và người sử dụng lao động phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ làm việc trong các hãng xưởng có quyền khiếu nại mức độ bị lạm dụng tình dục sẽ ít bị xâm hại hơn những phụ nữ làm việc trong các hãng không có quy định về khiếu nại. Tổ chức FWF đang kêu gọi các thương hiệu hiện đang cộng tác với Việt Nam chống lại sự lạm dụng tại nơi làm việc bằng cách thiết lập các điều khoản ngăn chặn quấy rối và bạo lực trong hợp đồng thuê mướn, lao động bằng cách gây áp lực mua hàng đối với các hãng xưởng Việt Nam. Ông Mark Hill thuộc tập đoàn nổi tiếng của Đức Quốc, kinh doanh thiết bị outdoor cho biết nhu cầu theo mùa của các mặt hàng outdoor có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm dụng, được nêu trong nghiên cứu. Ông Mark Hill nói thực tế, ngành công nghiệp may mặc đồ outdoor hoạt động theo mùa, thay vì những đơn hàng ổn định. Nhu cầu thường tăng bất thường khiến các hãng xưởng phải tăng thêm giờ làm kịp để kịp giao hàng đúng hạn. Ông Mark Hill cho biết công ty ông đã sửa đổi hợp đồng với các xưởng may Việt Nam sau khi được báo cáo về sự làm việc quá sức lao động. Ông nói chúng tôi hiểu rằng tăng thêm giờ làm việc quá mức là một trong những yếu tố làm tăng quấy rối tình dục hoặc lạm dụng bằng lời nói đối với các công nhân nữ. Công ty đã thay đổi một số điều khoản trong hoạt động mua hàng và đặt hàng với nhà cung cấp Việt Nam. Chúng tôi đã giảm giờ làm việc phụ trội. Chúng tôi tin rằng những việc này sẽ giúp giảm rủi ro và giữ chân nhân viên ở lại làm việc lâu hơn cho các nhà máy của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Cáo phó, gia đình chúng tôi trong niềm thương tiếc vô biên, xin kính cáo cùng thân bằng quyến thuộc. Ông Châu Po, pháp danh Nguyên Châu, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1954 tại Việt Nam, từ trần ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại Brook, Virginia, Hoa Kỳ, nhằm ngày 6 tháng 3 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 65 tuổi. Linh cữu được quàng tại Fairfax Memorial Funeral Home, 9902 Braddock Road, Fairfax, Virginia 22032, điện thoại số 703-425-9702. Chương trình tang lễ. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày thứ Tư 17 tháng 4 2019 tại Fairfax Memorial Funeral Home từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối. Thăm viếng. Ngày thứ Năm 18 tháng 4 2019, 10 giờ sáng, lễ di quan và an táng. Tang gia đồng kính báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Thành kính phân ưu, ông Châu Po là cậu ruột của Tường Vi, cộng tác viên của VATV và SBTNDC. Toàn thể các cộng tác viên của VATV và SBTNDC xin thành thật chia buồn cùng Tường Vi và tang quyến, cầu nguyện cho linh hồn của ông Châu Po sớm được thanh nhàn nơi cõi Phật. We have an exclusive first look at the new episode of Treehouse Masters featuring Steeler receiver Antonio Brown. Brown asked the Treehouse team to build him a luxury skybox treehouse that overlooks a custom basketball court and football field in his backyard in Gibsonia. Wow. As soon as Pete opened the door, I'm just super relaxed. Got you a little massage chair right here. Oh, yeah, buddy. Look at that. Hold on. It's all plugged in. I can get film study and get a massage. Wow. Thank you. I love you. I need it. This thing is serious. It's like having 3 massage therapists. Pete, you're amazing, bro. Thank you so much. It's so amazing. It's all you. It's all you. Woo. Rush is coming. Jones throws it. It's caught by Brown. Antonio Brown crossing into open territory. It's a foot race. Antonio Brown is out of bounds. Luraco không ngừng sáng tạo. Tại sao? Nói bây giờ mà ở nhà đó, nói mình muốn ăn phở, ra đi mua xương, rồi ăn về đã ăn. Trời ơi, thôi, đủ xương nó bả đi, trời đất ơi, lạc hậu rồi. Đây nè, là thấy không? Nước cốt của bò làm thành kẹo lợn, là thành một hộp về đây nè. Quá ngon, quá tiện, quá đã. Trời ơi. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống giờ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được Trung tâm Thương mại và Văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Văn phòng luật sư Frederick J Day. Văn phòng chúng tôi đã đem đến sự đoàn tụ cho nhiều gia đình và du lịch từ Việt Nam sang thăm thân nhân, bảo lãnh cha mẹ, anh em, hôn thê, hôn phu, vợ chồng, con ngoại hôn, xin visa re-entry permit, lập công hàm độc thân, bênh vực khi bị trục xuất, kháng cáo vì hồ sơ bị bác tại Việt Nam, điều chỉnh tình trạng cư trú, lập thẻ xanh Green Card. Sẵn sàng phục vụ đồng hương tại địa chỉ 5641 Columbia Pike, Fort Worth, Virginia 22041, số điện thoại 703 845 1999 hoặc 703 845 8723.